Bột kích rễ Israel, Homoril 6 và Homoril T6 với thành phần là 0,6% IPA và 5% thành phần ngăn ngừa nấm bệnh fungicide ngay từ giai đoạn đầu. Và hướng dẫn sử dụng có hai cách dùng. Cách dùng thứ nhất là chấm trực tiếp vào bột và dâm vào hom, và cách dùng thứ hai là pha 2 gram với 1 lít nước và phun lên rễ cây, gốc cây. Thời gian phun nên giãn cách ra. Ngoài ra thì đây là bột chế phẩm chứ không phải là hóa chất, nên anh chị nhà vườn hoàn toàn yên tâm để sử dụng. Xin cảm ơn.